Hello cả nhà, hôm nay kênh Jimmy TV 0307 sẽ giới thiệu với cả nhà là một món ăn rất là phổ biến tại miền Tây sông nước, cụ thể là ở thành phố Sa Đéc. Đó là một cái món ăn rất là nổi tiếng của thành phố Sa Đéc là hủ tiếu Sa Đéc. Mình đang ngồi tại quán của cô Liên ở đường Trần Phú Sa Đéc. Ở đây là quán ăn hủ tiếu Sa Đéc rất là ngon. Mình kêu một tô hủ tiếu khô. Mọi người hãy chờ đón cái video về tô hủ tiếu Sa Đéc nhé. Đây hủ tiếu cô Liên. Đây, giới thiệu cả nhà, đây là tô hủ dĩa hủ tiếu Sa Đéc khô. Hủ tiếu Sa Đéc nổi tiếng nhất ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ở Việt Nam nha. Đây, mình ăn tô thập cẩm gồm có những gì: gan, phèo, thịt, có cực nữa nha. Đó. Đây mình làm một chén nước chấm với để ăn thịt. Đặc biệt hủ tiếu Sa Đéc ở đây thì nó sẽ khô, nó dài, cái cọng nó sẽ bự mà nó dài nè. Đó, đây là sẽ có cái miếng nước chấm. Đó, cái nước trộn rất là ngon. Đây để mình trộn lên cho cả nhà xem. Sau đó thì mình sẽ nêm theo gì cái khẩu vị mình ăn, thêm mà mặn hay là chua ngọt thì thường sẽ có nước tương ớt xì dầu. Đó, cả nhà nhớ theo dõi kênh YouTube Jimmy TV 0307 của mình nha. Rồi mời cả nhà ăn hủ tiếu Sa Đéc nha. Rồi giờ mình sẽ ăn dĩa hủ tiếu Sa Đéc khô. Thì nãy giờ là trộn ăn rất là trộn rồi. Đây. Làm chén nước chấm, nãy mọi người đã thấy mình làm chén nước chấm rồi, mình thấy đều lên. Thấy đều chén nước chấm lên đổ lên. Đó. Tại thường ở đây quán cô Liên đã có một cái nước sốt lên hủ tiếu rồi, rất là ngon rồi. Mình ăn mặn thêm chút xíu thì mình thêm xì dầu thêm. Ai muốn ăn cay nhiều thì cho sa tế nhiều hơn chút. Rồi giờ mình lại nước chấm để mình chấm thịt chút xíu thôi. Trộn lên như cả nhà. Trộn lên. Trộn tô xíu lên. Rồi mời cả nhà ăn nha. Hủ tiếu đậm đà ngon. Cũng là thử thực tế, ai muốn ăn cay thơm cho em sẽ tới vô. Miếng mắm nè, em miếng mắm vô. Các bạn ăn khô, hủ tiếu khô sẽ được một chén nước lèo hấp theo. Quá ngon.
nêm miếng thịt không ạ? Cắt dừa. Tôi cắt dừa tầm ăn mới mềm. Còn cắt dày quá ăn sẽ dai nha mọi người. Nó là hủ tiếu rau cẩm, hủ tiếu rau cẩm. Còn mọi người muốn ăn xương giò thì cũng có luôn nha. Câu này 35 hay là 30 quên ta? À, tôi chứ xe đét rau cẩm thì chỉ có 30k thôi. Về thành phố Sa Đéc nhớ ghé hủ tiếu cô Liên ăn nha các bạn. Quán có trà đá sẵn cho mình uống, rất là ly nhỏ như nè. Rồi, hẹn cả nhà và video tiếp theo nữa nhé. Cả nhà hãy theo dõi đăng ký hiệu kênh YouTube Dimmy TV 0307 của mình nha. Hai trình cả nhà.